từ ngày mà chú biết dịch là tưởng là chết luôn, không có mặn đủ ăn luôn. Mà chú biết đóng cửa dịch hết mà hai dãy này là còn bị cách ly hết sạch trơn, mà chú không cách ly. Mà thả vô một em bé vô nhét trong cổng chùa, mà chú biết vô họ test hết cái chùa luôn, tại vì em bé này sợ dịch á, vô test mà chùa lại không có ăn hết. Là cũng ngoài trời Phật cũng còn. Là đó Ngọc gửi tiền cho sư mà sư mừng, sư mừng giống là cha chết mẹ chết không lại vậy á. Sư mừng lắm á. Ngọc rồi từng ngày rồi gọi thòi ở sư ơi rồi sao em sao rồi này kia, học hành sửa này kia này. Nó thật là tấm Ngọc, tấm lòng của Ngọc nhiều nhiều. Dạ dạ dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cảm ơn thầy cô quý quán quý chú quý anh mạnh thường quân. Dạ cảm ơn. Xỏ ngón tay vô. Đây, đây, đây lấy cái dây ra, lấy cái dây ra. Xỏ ngón tay vô. Rồi. Đây. Dạ. Dạ. Phòng mấy em không có quạt là thiếu quạt hay là thiếu tiền điện ạ? Dạ. Cả thiếu quạt với thiếu tiền điện. Thiếu quạt với tiền điện ở đây mỗi tháng mình nhiêu ạ? Một tháng xin cả 4 triệu. Tháng khoảng 4 triệu. Quạt là tất cả không, mọi không ví dụ là không có quạt á thì dạ. Tháng là 3 triệu mấy. Dạ. Dạ tại vì mình có tủ lạnh bỏ đồ ăn nữa nên dạ, dạ. Có tủ lạnh ra vậy. Còn tháng này tính ra thì tụi lành với cả nếu mà là 4 triệu mấy hình đó. Thế bây giờ mong muốn của sư là thay đổi cái gì ở đây? Ví dụ là con thấy là trong cái kho, có một cái kho đó mà có nhiều em ở trong đó mà nhiều dột, vừa dơ. Trong đó nếu mà mình cải tạo lại á, được rất nhiều giường. Thì bên kia có không? Dạ, dạ, bên đây. Còn ở đây cũng hơi bị nóng. Thì con muốn sư muốn gì ạ? Hiện tại mình làm cái gì mình không? Sư muốn là để em cái thành cái kia. Dạ. Sao tạo lại? Ngày lớn hơn mặt là ấm cánh mẹ. Dạ, ví dụ là mình gắn một cái quạt thông gió đó. Rồi nó vừa thông gió nó vừa mát mà không có bị dồn. Rồi xong rồi lắp giường làm cho nó sạch sẽ lại thì rất là nhiều em ở cùng giường. Đây là đông lắm á. Trên đó này. Đây, đây này. Với đây này, với đây này. Cũng mấy đứa con phước phải không mấy anh? Đấy. Đâu dữ vậy? Dạ đúng rồi. 10 đứa. Trên đó 10 đứa đó. Dạ. Nó chồng nhau, nó ngủ với nhau, sát nhau vậy đó. Chắc cái mùng to lên hoa. Tại vì sao mà canh mấy người đó? Sau kia thì đến giờ sau kia là có người lớn. Còn ở trên có là em nhỏ bé. Ở sau kia. Dạ. Vừa là mình đang ở đây chùa mình là từ năm mấy à? Xưa cái chùa này là hồi xưa mà xưa chưa về á, năm 91 không, năm 72 với 3 lận á. Rồi xong rồi hồi nào mình nhận con xưa về đây là sư về năm 93 92 93 93 ở đây. Khi từ khi nào mình nhận các bé mình chăm? Dạ khi mà sư nhận nó là 95 là lúc đó là họ thả em bé vô. Không, sư về là họ thả liền. Thả mà những kiểu điểm như kiểu là xã phường hồi lưu về xã Tân Minh á. Rồi họ mới vợ chồng đánh lùng lúc đó cái đường này, đường đi chú, cái đường có chùa đâu. Rồi người ta dạ. Rồi mới gia đình ở đây rồi khi lúc mà nghèo khổ thì đó, rồi thấy con á, rồi ông An bị chị Tấm Thông Minh này đó, rồi xin gửi cho tôi xây nuôi dùng mà đứa rồi 3 tháng 5 tháng 1 năm trời là họ tới họ xin lại. Rồi nó từ đó sư cứ dạy nuôi vậy á, tự nhiên họ thả vô. Tôi dạy thì mình nổi tiếng là nhận nuôi luôn. Dạ, rồi xong rồi với chính quyền làm giấy tờ cho con sư là giám đốc công nghiệp. Công nghiệp là tỉnh nào cũng được.
rồi xong rồi đi nuôi lớn rồi có đứa lấy chồng lấy vợ không? Mà lấy chồng lấy vợ cũng sung sướng, đỡ chút nào. Nhà vừa cũng có đất, rồi nhà với nhà chồng cũng có đất. Rồi đầu tiên là phong phước của mình, hai đứa. Rồi mấy đứa học đại học Sài Gòn, rồi mấy đứa học viện, nhà học viện trong giáo hội đó, Phật giáo. Cũng là tấm lòng của sư thì quá lớn. Nói ra là không phải, xin nói thật cảm động lắm. Ai cũng muốn người mình lúc cần kề, lúc khi mà sức lúc mà chú biết khi mà dịch á là đó Ngọc gửi tiền cho sư mà sư mừng, sư mừng đúng rồi, cha chết mẹ chết không lại vậy, sư mừng lắm á. Ngọc rồi từng ngày rồi gọi thòi ở sư ơi rồi sao em sao rồi kia học hành sửa này kia này, nó thật là tấm lòng, tấm lòng mà cũng Ngọc nhiều nhiều. Dạ. Cái này thì vẫn là cái duyên thôi chứ tại thì không dám phân nhiều ít cao thấp, chỉ là mình làm trong cái khả năng của mình. Dạ biết là chú suy nghĩ chuyện đó mà chứ cũng nhiều người đến rồi họ đến rồi họ cũng rồi tới cái điểm nào thì họ đi mà nhưng cái tâm của mình không ai lo gì mà cũng tâm đó mà nhưng có bây giờ chú nhiều còn ghi nhận thông tin tấm lòng những lời chia sẻ của Nhiên, sẽ cố gắng sửa lại cái kia, nhờ kinh phí gì đó về sẽ nhờ lại về cái thông tin chi phí sửa sau đó, nói chung là cho mấy em có một cái chỗ ở nó chứ mình không có dám nói là tốt đẹp gì. Từ ngày mà chú biết dịch là tưởng là kết luôn, không có mặn đủ ăn luôn. Là chú biết đóng cửa dịch hết mà hai dạy này là còn bị cách ly hết sạch trơn, mà chuồng cách ly, mà thả vô một em bé vô dép một cổng chuồng mà chú biết vô họ test hết cái chuồng luôn, tại vì em bé này sợ dịch á, vô test mà chuồng này cho mấy đứa nhỏ có là cái con ăn rồi học thầy thần kinh à liền rồi sau chùa con định dịch rồi vô chùa con có cái giày thì cũng có cái tiền mỗi mình ở chùa là xuống cho đi khi thầy xe Honda đi con ấm thằng này lớn lớn thằng đó cỡ sư đi xuống cho một kia ăn rồi ăn rồi rồi nó ngọc vô thì phải thật sư mừng quá đó là nghe ngọc thưa ơi thiếu cái gì vậy Phật nói ra thì thấy mình tu mà thì sao mình mới có cái phước thế này, mình nghĩ được khi Phật nói chuyện cho mình có lời nói để mình nói mình vô đúng cái chỗ mạnh thần quân rồi đấy giúp đỡ, nhiều khi Phật nói vậy mình đâu phải mình tu đâu phải mình bất thánh đâu chứ cứ nghĩ chính mình đâu bất thánh đâu, cái cứ cầu nguyện vậy nghe Ngọc thưa ơi sao rồi nghe nói là làm Phật tim gan xíu nó mừng không tả nổi lắm. Xong gửi về cho sư từ ngày mấy lần Ngọc gửi về mấy chục triệu sư mừng lắm, mừng lắm. Ai đến đây rồi học cũng còn mặt đi đón tại dương lịch sư lòng tấm lòng của Phật sư và giờ tôi kể cùng kể lại tuy nhiên bao nhiêu lần cứ đến đây mà kêu sư chưa nói hết cái tấm lòng của sư chưa chú giờ thì cũng là sư cũng cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn rất nhiều lắm. Và chú cũng thích chú mạnh khỏe và đem gặp nhiều điều may mắn trong công việc, chú cảm nhận có bất ngờ. Dạ. Dạ. Con chúc sư với lại mấy em người em là cháu thầy em là mọi người cùng yêu thương đồng bọc lẫn nhau. Cảm ơn sư Mô Phật. Có duyên với chùa Thủy Mô Lò cách đây năm thứ năm thì mình quay lại để thăm các trẻ thăm những người ta xa. Thế thì bây giờ mình đầu tiên là nãy là mình đã cảm ơn các cô chú đại đồng rồi, bây giờ mình cứ tập luyện như là bình thường thôi, không có gì phải căng thẳng hết. Mình trò chuyện
cái cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, có những niềm vui gì, có những khó khăn trở ngại ra sao. Thế thì em cái gì giới thiệu lại, nó lớn lên chút xíu, nó lớn lên chút xíu. Quảng Pháp. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Con 19 tuổi. Mình vào trường học. Từ bé luôn. Quảng Pháp. Con tên là Minh Vi. Minh Vi. Năm nay con 7 tuổi. 7 tuổi. Mình vào chùa. Con là bé phòng chứ. Hiện nay mình có nhiều chị em trong chùa. Bốn mươi lăm. Bao nhiêu bạn bị bệnh hoặc là bị thần kinh? Có khoảng 2.000 não. 2.000 não. Em bị tật. Cái em mà đang ngồi trên xe lăn á. Thì sao mình bịt cái tay em lại? Bình thường thì mình không có tự chọn học. Nói như mình tay em nó là không có gì. Không có nói được, không ăn được. Không ăn được. Còn cái chùi, cái lòng đóng đó là cho em được. Bình thường là nếu mà không có nước nó lại thì em nó quá. À, cái gì em cũng lấy. Mỗi một đó cũng là đi như thế nào. Mỗi ngày mình nhận biết về cái cuối. Lọc nhanh được rồi. Sinh hoạt mỗi ngày sao nó to là đi chiếu thôi. Đó không là trong cái buổi sáng á, tất cả mọi người tụng kinh là chỉ có một cái hố này thôi. Tụng kinh mỗi sáng là một phần. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, giờ này nghỉ trưa. To lên, buổi sáng 8 giờ mình tới 7 giờ mình kinh nó to lên. Cái đó bình thường nó không cao cả. Cái này là mình chia sẻ về mình đại diện để mong những vị nào mà thấy những video này cũng duyên sẽ đến thăm mình. Sau khi chưa, sau khi chưa xong thì đến thời sau buổi trưa mình làm. Tất cả mọi người đều ngủ chén. Ngủ có tự giác không hay là có phải ai nhắc nhở không? Dạ cũng có. À, có giờ nằm học chữ có bao nhiêu bạn học chữ? Mấy em học chữ còn mấy em lớn hơn. Là bạn nhỏ. Bạn giờ nào mấy em lớn hơn học chữ? Em có ra trường để học không? Buổi nào? Mỗi ngày chia ra mà từ các trường đó một ngày học một buổi. Thời đến buổi tối, thời buổi tối làm cái gì? Sáng giờ buổi lên làm cái gì?
hiện tại thì niềm vui của con em mỗi ngày là cái gì? Niềm vui là gì? Niềm vui lớn lên. Chơi đồ chơi. Có hay giành giật đồ chơi với nhau không? Ở đây mọi người có thường xuyên đến thăm em không? Ở đây thì mình có thu nhập gì thêm để mình trang trải cuộc sống không? Trong năm nay thì có bao nhiêu người mới? Đây mình có bao nhiêu người đến bên ngoài? Có thể nhiều người họ ngồi hay là tự biết việc bên ngoài? Có phần tử là không bỏ. Mấy anh chị lớn giúp đỡ mấy em nhỏ. Ở đây mình có khó khăn gì muốn cần thêm giúp đỡ như thế nào? Ví dụ là nơi ở, thiết bị có những cái trở ngại khó khăn gì? Em du học thì thiếu cái gì ạ? Không thiếu đóng tiền học à, tiền học mỗi một em khoảng kỳ đi đầu cái này chỉ một tháng à, chỉ một năm một học kỳ mỗi một năm như hiện tại nè bao nhiêu em đến trường đi học khoảng cái tuổi khoảng bao nhiêu, bao nhiêu em chưa pháp tuổi rồi. Bây giờ mình trừ ra đi, ví dụ là mình đang có 45 bạn trừ ra những em học dưới 6 tuổi cái bụng cặp, sắc, vỡ, viết vẫn thiếu luôn. Còn khó khăn gì khác không? Thiếu sữa, đó là nhu yếu phẩm, sữa, gạo. Bán nhiên thì mình đây là mình làm nhiên. Bán đi đâu? Mình người trong chùa của mình tự ra chợ, chứ mình không có một cái điểm mà mình không có cụ thể. Nhiên mình bán là có em nào cho chú mượn bó nhiên đi. Phước lên lên nhan tiếng chú mượn một bó nhiên. Nhiên mình bán là bao nhiêu? Mấy loại chút nữa chú mua ở đây mình có mạng không? Có ai được vào mạng không? Chỗ ở của mình, cảm ơn con. Ví dụ là nhân này là con đưa một con hay con đưa một con. Trong khả năng thì cũng sẽ kêu gọi giúp, nhưng mà trước tiên đó thì ở đây mình rất là hòa thuận vui vẻ trong thể nhau, trang trí gia đình với nhau đó là còn lại thì
không có được trả lời như mấy em nhỏ là uống sữa. Con đừng vô con có nói gì không? Con nói gì không? Lúc nào con cũng vui vậy hả? Mặt sao con mặt sao bị chày vậy? Non hả? À, bị té hả? Ở đây mấy em là nhỏ, nhỏ là sụn con nó cứ lên, còn lớn lên rồi thì ở lại đây luôn là tự quyết định mấy em. Nếu như là chịu bao lâu không có bao lâu không có điều đáng giận thì mấy em đi làm như cần mấy em một tuần không có điều đáng giận thì làm như cần là chịu hổ đâu. Phòng ốc mình đủ ở thôi. Này, đi cho không? Đi cho đủ rồi. Phòng mấy bạn. Kéo cùng lên mình quá. Rồi, chú cảm ơn. Có ai dẫn đi xem một vòng, xem phòng của mình. Chú gửi lên nha. Một phòng này mấy bạn? Dạ, phòng này là con ở phòng con. Em này có là con nhỏ, em này có hai bạn ngủ chung một giường. À, hai bạn ngủ chung một giường, một anh một em. Dạ, em tập đi, tập quyền, tập chân tay là những môn này. Vâng, và ở đây là khu vực này là ba em. Đủ ánh sáng không? Đủ ánh sáng không? Một bàn học cho mọi người. Xin chú vô. Bên đây là cái gì ạ? Dạ, phòng ngủ. Với lại phòng bán nhang. Khách nó thành về phía phòng phải ba người nữa. À, phòng phòng này trước đây là cái kho để nghe. Dạ, để cho khách thì à, phòng còn tiếp khách. Rồi. Còn hiện tại là mình đang tận dụng hết chỗ ở nên mình dạ, cho mấy bạn vô ở luôn. Dạ. Phòng này để cháu có phụ nó vô cháu nó phụ nữa. Đây là cũng là cái nhà mới để cho bỏ kho bỏ đồ. Giờ không có phòng như vậy để người ở cái nhà mới nhận. Ở đây bao nhiêu người ở? Người đúng rồi. Tại vì có hai người lớn còn bao nhiêu người mấy trong nhà nhỏ không chứ? Hôm nay là để đựng đồ nhưng mà tại vì không đủ như kia dọn rồi. Đây là cái kho. Dạ. Rồi, lấy cái kho làm cái phòng. Dạ. Còn mấy tượng ở đây thì sao ạ? Dạ, tượng đây là giống như là người ta bỏ, người ta gửi lại. À. Rồi, mình dùng làm gì? Rồi. À, mình có những đợt làm tượng lại. Dạ. Còn này mưa giọt bạn luôn. À. Đúng là mưa như nước tràn. Mưa hả? À, có mấy cái lỗ ở trên này. Mỗi lần mà mưa là phải lấy. Nếu mình sửa thì sao? Kinh phí sửa thì nên không sửa. Nên không đủ tiền sửa. Ờ,
cái này hôm bữa vậy một lần rồi sửa rồi nên bình giọt. Giọt mà đi thì vô tỉnh tỉnh nước quạt thì hơi bỏ ở đây để sửa lại. Còn bàn ghế này? Dạ bàn ghế này nữa. Cảm ơn mi em cũng cố gắng sửa cái này, có thể là cải tạo lại cả cái căn phòng này, sửa lại cho không có dột và làm cho nó mát hơn, có cái đồ thông gió đó cho nó mát hơn và làm giường lại ở được nhiều mà ở thoải mái hơn. Ôi ôi đây là phòng mấy bạn trai? Dạ ba. À, phòng này là ba bạn. Dạ hai anh lớn một cái nhỏ. Tối nóng không? Nóng lắm. Không quạt luôn. Nếu mà có quạt thì không có tiền trả tiền điện. Hay sao? Không. Không. Không có đủ quạt để nằm. À không đủ quạt, còn nếu mà đủ quạt thì có tiền trả tiền điện không? Hôm nay của mấy bạn? Phòng này của mấy bạn? Phòng này 5 em. À 5 em. Hai bàn học. Đây là hai dây điện. Phòng này của mấy em? Hai em. Sao bức tường kia là nhà của người ta? Dạ. Phòng này để cái bàn học trong đó xong rồi. Mấy con đó để bỏ sách môn học ra để học. Đây, đây gì cái đẹp. Đầu con bị gì vậy? Bị té hay bị ghẻ? Em dỗ qua hai người, hai anh dỗ lên cơ. Trời ơi, có chất thuốc không? Có. Nếu mà tính ra con ăn thấy lớn nữa thì nhiều lắm. Thế anh lớn rồi. Dạ, có tuần đi làm. Rồi tối gì ngủ thôi. Không, mấy anh nó đi làm là ngủ trên đó luôn. Có chừng nào biết về. Dạ, lâu một tuần về. Tết về. Không, một tuần. Về thì ngủ ở đâu? Nhà ngủ kiên đi. Trên nóc á, trên kia là trên nóc á. Ừ, cái gì? Cảm ơn mấy em. Đây là cái chuồng này mình. Cái em này là, cái bạn này là không có ấy tay thì bạn nó cầm mà. Móc hồng không ấy? Móc hồng. Mà mình cũng phải bóc tay lại. Còn cái đây là cho em bị não. Cái lồng này bị não. Nếu mà để em ở ngoài này thì phát. Thì không, để là bữa tối nó đi lên trên điện để nó lấy bánh kẹo rồi nó ăn. À, cái này làm xong rồi mình lót một tấm ván. Dạ, lót cái nẹp mà để mình bỏ vô mình ngủ á. Mình bỏ vô bên ngủ, mình khóa lại. Sáng thì em ra bếp kem ăn, thế là kem ngủ trong này luôn. Tại chỉ có bữa tối là đem vô phòng lên. Em đã bao nhiêu tuổi? Là em đó chắc cũng hơn 2 tuổi rồi á. Vâng. À, chú có mơ. Cái lò nấu ăn nữa. Dạ, dạ, cái bếp. Cái bếp. À, dựng đây là sau này. Dạ. Mua chợ góp lâu rồi. Dạ. Dạ, mua để chở mẹ em đi học đó. Dạ. Cho chở người luôn hả sư? Dạ, chở em đi học. Dạ, chở hai bên. À dạ dạ. Tài xế là ai? À, nhiều người lắm. À nhiều người trong mình luôn. Dạ. Củi này mình chặt ở đâu? À mình mua. Mình kêu người ta chở tới xong.
À ok, người ta chở thô tới xong rồi mình cưa mình để dành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.